Mưa to quá không phải các bạn ơi. Dính à? Dính à các bạn ạ? Không trái gì, làm gì vậy? Ôi cá to các bạn ơi. Cá to các bạn, cá to. Cá bự lắm các bạn ơi. Cá gì đây? Trời ơi. À, xin chào anh em, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình đi câu chủ nhật các bạn. Thì mình vừa tìm được một điểm câu mới nè. Rồi đây là điểm câu mới nha các bạn. Mình vừa tìm được điểm câu mới. Thảy xuống câu thử thì hai phát rồi dính được hai con cá chê ha. Thì một con mình để trong rộng này. Còn một con thì mới lên nè các bạn. Rất là nhạy luôn. Thảy xuống là dính liền luôn á. Dính nữa rồi các bạn ơi, cá gì nè không biết nữa. Ui cá chê nữa. Cái gì đây? Cá chê. Trời lại ghế tôi đáy trời. Lại luôn. Đúng. Ôi giời ơi, thua cái ghế tôi rồi. Bác cái chân ghế luôn. Trời ơi. Cái chơi nữa hả? Dạ cái chơi nữa bác ơi. Con chó nhìn chủ anh chủ nhà mới mở cửa ra nó chạy lại cái ghế nó đáy vô cái ghế các bác. Thiệt xui thiệt. Rồi dính được con cá chê, con này bự hơn hai con nãy nè các bạn. Quá bự luôn. Một lưỡi rồi các bạn ơi. Một cuốc trong. Rồi xong rồi cá chê nè. Làm sao mà gỡ nó giờ. Vừa quay qua đã lôi nước lưỡi luôn. Rồi cắn lưỡi luôn các bạn. Bỏ lưỡi luôn. Cá quá bự. Ui. Trời ơi. Vô qua các bạn. Ôi ôi con cá này dinh nè các bạn ơi. Ôi ôi con cá này dinh nè các bạn ơi. À. Chà bá luôn ha. Cá này dinh thật. Cá này dinh. Nửa ký luôn. Trời ơi cá này về chân tươi một cái là hết sảy luôn mà còn 17 luôn. Hay. Lên cái chém các bạn ơi.
cá chép nè các bạn ơi. Đây nè, cá chép cỡ ký lô ạ. Con qua đây là nãy giờ được một con cá chép, một con, ba con cá chê với ba con cá chê với một con cá mì dinh khoảng nửa ký nha các bạn. Ai quá đi mà các bạn ơi, cá ký lô á, trắng tươi à, cá trắng tươi luôn các bạn, đã không? Nãy giờ chắc cũng cỡ nửa tiếng rồi nó mới ăn lại nè, chép quá yên luôn, quá đẹp quá các bạn, ký lô à. Ô hang ra hết hang cá chê, xảy hết hang cá chê các bạn ơi. Bị rách tới đâu xảy hết hai con rồi. Được ba con cá chê rồi mà. Rồi còn lại ba con, con cá chép, con cá chê bự với con cá mì dinh. Bự quá đậm nhiệt rồi các bạn, mưa to quá không phải các bạn, mưa đen hết rồi nè, dính rồi, dính rồi các bạn ạ. Con cá gì đậm dính gì ô, cá to các bạn ơi, cá to các bạn, cá to, cá bự lắm các bạn ơi, cá gì đây, trời ơi. Ô, cá chép, cá chép, cá chép, ô, cá chép vàng. Cá chép vàng các bạn ơi. Lên luôn. Ui, con cá chắc cũng cỡ ký rưỡi á. Cá cỡ ký rưỡi các bạn ơi. Ui, trời ơi nó nặng luôn. Ký rưỡi nha các bạn. Đây. Cá chép vàng. Đây ký rưỡi á. Đây nè, đã các bạn. Mày hả bưởi?
Mày hả bưởi? Mày hả? Mày kịch kịch nãy giờ cái gì vậy? Cái gì? Ô cá chê. Cá chê không ạ? À? Cá chê nè. Cái gì vậy? Là luôn. Trời ơi, hết lưỡi nó gì ba. Lưỡi luôn rồi. Cái chai này nó ăn hỗn quá à, nút lưỡi nữa rồi các bạn. Nút lưỡi này nè các bạn. Rồi, lên cái chai nha. Phải thiệt. Chai nút lưỡi. Ôi trời. Lôi cái cần, lôi dòng con cá ở mé rồi, cái lôi cái cần đi không hay luôn. Lôi dòng con cá cho mé lôi cái càng điểm hay chứ chị ơi trời. Con cá này nó manh động quá các bạn ơi, con cá trong mé nó bập kiếm bao giờ không dòm, đúng rồi, nó lôi cái càng, nó lôi cái càng nhúc nhích muốn lôi cái càng đi luôn. Cá này mày được lắm, mày lôi càng tao nè, đợi đấy mày, tao lôi mày lên. Vãi thiệt. Mày. Ôi trời. Trời ơi trời, đến nỗi đứt thâu luôn. Hơi mưa nữa các bạn ơi. Trời chuyển đen hết trơn rồi. Thôi bây giờ mình báo cá cho các bạn xong rồi mình về các bạn ơi. Đây là gọng cá của mình nè. Wow, các bạn thấy chưa? Wow, nặng lắm, 4-5kg á. Wow, quá dữ luôn các bạn ơi, hai cá chép to. Con cá mè dinh có nửa ký. Với hai vàng cá chê, 4-5 con lận nhưng mà nó bị lụm lưới, nó đi ra bớt rồi các bạn. Vậy, đó. Bữa nay được bao nhiêu cá nè các bạn? Thì nhiều đây cũng cỡ cỡ 5kg á. Có cần con cá này dình chim quá. Câu kìa, mình gọng mấy con cá này đem về. Còn thả bớt đi. Chắc mình bắt đủ ăn thôi các bạn ơi. Thì mình cũng thả bớt để đem về ăn, không hết thì phí quá. Đây nè các bạn ơi, con cá mè dinh. Cá mè dinh này nửa ký luôn nè. Các bạn coi. Chà bá luôn ha. Bắt cá này về chiên. Chiên tươi. Trời ơi nó vậy. Cá chê bự này. Thả nó đi các bạn ơi. Mình muốn mình câu tiếp. Chứ bây giờ mình bắt nhiều quá mình ăn không hết các bạn ơi. Cá chép này, cá chép to này. Rồi thả nó đi. Rồi về với tự nhiên đi. Trời ơi chứ. Đây con chép vàng nữa nè. Tung tăng còn mấy cá chê nè. Mưa tới. Video của mình tới đây tạm dừng nha các bạn. Thì thấy video mình hay thì like cho mình ha. Yêu thích mình thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại trong những video khác nha các bạn. Xin chào nha.